Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang hai đối tượng quốc tịch Lào có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khoảng 11 giờ ngày 26 tháng 5, tại khu vực Bản Gia A Phú, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác do Công an huyện Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và lực lượng Bộ đội Biên phòng phá thành công chuyên án 523H, bắt giữ hai người Lào là Li A Hòa, sinh năm 1990 và Trang Tơ Vàng, sinh năm 1990, cùng chú tại cụm bản vụ bao căng, huyện Nhọt U, tỉnh Phong Sa Ly, Lào, khi đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 8 bánh heroin, khối lượng khoảng 2,8 kg, một khẩu súng ngắn và 8 viên đạn. Khi bị vây bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, hòng tẩu thoát, xong đã bị các lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đưa ma túy từ lào sang điện biên để bán kiếm lời hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng